Các bạn đã bao giờ thấy hình dạng lỗ tai như vậy bao giờ chưa? Nó được gọi là tai súp lơ bởi vì hình dạng của nó khá giống như bông cải súp lơ. Và đây là thứ mà hầu hết các võ sĩ và vận động viên boxing đều muốn có. Tại sao vậy nhỉ? Nó xảy ra khi tai bị chấn thương liên tục khiến máu bị đông lại tạo thành cục và chặn lại dòng chảy của máu giữa bề mặt da và sụn. Phần sụn này nhô lên và có hình giống như bông cải súp lơ. Các võ sĩ coi đây như là một huy chương minh chứng cho sự khổ luyện của mình.